Có một câu hỏi đó là kể về món ăn khi còn ở nhà Trung Hoa ở Việt Nam, cả ba bạn cùng nói xem có giống nhau không? Bây giờ ha, đến 1, 2, 3 Từ em hỏi một chút là món ăn vặt hay là món ăn, ha. chị nghĩ là món ăn gì cũng được Để kể món ăn ở nhà Trung, cả ba bạn nói xem có giống nhau hay không. thôi hay là nó món ăn vặt nhá. Một, Một, hai, một hai, bắt. ba. Bánh tráng. Wow. Bánh tráng trộn hả? Bánh tráng chấm ăn các loại luôn ạ. Em nghĩ là không hỏi riêng ba tụi em đâu mà hỏi 43 thí sinh đều đồng loạt trả lời từ bánh tráng. Tại sao món bánh tráng lại trở thành một cái món gọi là cái món yêu thích của các cô gái chúng ta vì như vậy? em thấy thì món bánh tráng có phải là ăn cảm giác kiểu nó sẽ không béo, mặc dù nó vẫn sẽ là không được tốt đến cái hình thể bọn em, nhưng mà ăn cảm giác nó nhẹ nhàng hơn, là không không thấy nó béo thì là vẫn cứ ăn thôi ạ, bởi vì mà thật sự mùi vị của nó rất là ngon đó. Nhưng mà là em thích cái cảm thích dần nhìn nhất là cái cảm giác là hình như là các bạn miền Nam có tiếp xúc với bánh tráng ăn nhiều hơn, còn các bạn miền Bắc lúc ban đầu thì là tụi em mang vào mấy bạn có hơi một một số bạn có chút ngỡ ngàng, cái này ăn sao vậy, mà không ngờ một thời gian sau các bạn còn thích hơn tụi em ăn nhiều hơn.